Mình chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì nhân tiện mình làm thêm mấy cái lồng để ghép chim quế sinh sản thì mình thực nhớ tới hôm trước mình có đăng cái video chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm nuôi chim cô gái của mình á. Thì có một số anh em hỏi rằng là mình treo những cái lồng này lên như thế nào, thì hôm nay mình sẽ quay cái video để chia sẻ cái vấn đề này tới anh em luôn ha. Thì đây anh em, thì đây là cái khu vực mình dự tính sẽ treo thêm khoảng 7 lồng quế sinh sản ha. Thì kích thước lồng như thế nào thì cái video hôm trước thì mình đã chia sẻ rất là chi tiết đến anh em rồi ha. Thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ đến anh em thì cách mình để mình treo cái lồng này lên như thế nào. Đấy. Thì đây là cây sà gồ 6 mét anh em ha. 6 mét thì nó vừa đủ để anh em chúng ta treo khoảng 7 cái lồng. Tức là 7 cái lồng, cái chiều dài mỗi cái lồng là 80 phân anh em. Chiều dài mỗi cái lồng là 80 phân thì cây sà gồ 6 mét này thì đủ để anh em có thể treo được khoảng 7 cái lồng. Thì hiện tại thì mình đã treo trước khoảng 5 cái lồng rồi ha. Còn một cái lồng thì mình để dưới này đây để mình quay cái video cho anh em cùng xem. Thì khi mà mình mua cái lồng này anh em. Thì mình mua cái lồng như thế này. Thì đây là hai cái lồng anh em. Thì hai cái lồng mình gộp lại thành một cái lồng. Đấy, nó có cái chiều cao là 1 mét, một mét ha. Chiều ngang bề rộng của nó, chiều ngang của nó là 80, tức là gần 1 mét. Còn cái bề này ha, còn cái bề ngang này là nửa mét anh em. Thì ứng với mỗi cái lồng như vậy anh em, ứng với mỗi cái lồng thì nó sẽ dư lại 2 tấm, tức là một cái lồng nó sẽ một cái lồng đôi này nó chỉ dư 2 tấm, tức là một cái tấm đáy và một cái tấm nóc anh em ha. Đấy, một cái tấm đáy một tấm nóc thì nó chỉ dư ra những cái tấm như thế này. Đấy, dư ra những cái tấm như thế này anh em. Mình gọi là mình làm 6 lồng thì 6 lồng thì nó sẽ dư ra khoảng 12 tấm như thế này. Đấy, 12 tấm như thế này thì mình sẽ tận dụng những cái tấm dư này để mình làm thêm một cái lồng nữa anh em, làm thêm một cái lồng để bỏ vào cái vị trí đây nữa là vừa đủ luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ treo cái lồng này lên để cho anh em cùng tham khảo ha. Thì thật sự thì nó cũng khá đơn giản thôi anh em. Thì đối với cái lồng này nó khá là nhẹ ha, khá là nhẹ thì gần như là tất cả những cái lồng chim cu gáy ghép sinh sản của mình thì đều một mình làm hết anh em. Một mình tranh thủ những cái thời gian nào mà nó rảnh rỗi thì mình lục đục làm ha, cứ làm rỉ rả thôi, làm rỉ rả cho đến khi nào nó xong thì thôi. Thì khi mình có cái lồng này anh em thì mình sẽ buộc hai cái dây thép vào trước ha, buộc hai cái dây thép vào trước anh em. Thì cái dây thép này thì nó cũng gần tương đương với cái thanh sắt này ha. Đó, cái thanh sắt này thì khi mình treo lên này á thì mình cái lồng này nó cũng không có quá nặng để nó có thể bứt cái dây sắt này hay như thế nào. Mình nghĩ là cái độ bền của nó thời gian cũng phải 5-7 năm anh em, chứ không đến nỗi nào mà nó bứt lên em ha. Đấy, thì sau khi buộc xong như thế này, hai dây này thì mình sẽ đưa nó lên thôi này. Mình sẽ đưa nó lên thôi, đơn giản ha, một mình làm ha, một mình làm hết anh em. Đấy, thì khi mình đưa nó lên thì mình sẽ cố định sơ thôi anh em, cố định sơ thôi ha. Đấy, mình cố định sơ thì mình đừng có buộc chặt anh em, đừng buộc chặt để khi mà mình đưa hết tất cả các lồng lên rồi á thì mình đứng mình ngắm nghía ha, ngắm nghía mình coi như thế nào. Thì lúc đó thì mình mới buộc chặt cái này. Ví dụ mình treo sơ như thế này ha. Đó, thì mình bắt đầu mình kiểm tra thử cái độ cao của cái lồng này so với những cái lồng kia nó như thế nào, nó ok chưa. Thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh. Đó, mình sẽ điều chỉnh lần lần ha này. Đó, điều chỉnh. Rồi, mình thấy nó cũng tương đương rồi. Thì mình bắt đầu mình điều chỉnh. Đó, đấy anh em ha. Thì sau khi là mình điều chỉnh nó cũng là mình điều chỉnh hết một dãy rồi anh em ha. Mình treo hết một dãy rồi, đầu mình sẽ điều chỉnh sao cho nó tương đối, nó cân bằng, và mình đứng ở xa mình nhìn sao cho nó phù hợp với con mắt của mình nhất. Rồi mình lúc đó mình sẽ bắt đầu mình sẽ buộc chặt cái này anh em ha. Thêm một vài vấn đề nữa thì mình muốn chia sẻ với anh em luôn, thì tại sao mình lại treo những cái lồng này lên anh em. Thì đương nhiên là nó sẽ có cái lý do của nó anh em. Đấy, cái thứ nhất á là mình thấy là khi mình treo cái lồng này lên á, thì nó sẽ vừa cái tầm mắt của mình anh em. Đó, vừa cái tầm mắt của mình ha. Thì nó vừa cái tầm mắt của mình khi mình đi ra vào để mình mở cửa nè,
mở cửa này là để mình kiểm tra chim hay như nào đó thì nó khá là vừa với tầm mắt của mình luôn anh em, thấy không? Đấy, anh em nhìn từ xa anh em thấy là nó khá là vừa vừa cái tầm mắt ha. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi anh em treo lên như thế này á thì nó sẽ tránh được chuột và hạn chế được chuột nó bò lên cái chuồng tu của mình, bởi vì chuột nó rất là khói lúa. Thế thì thông thường á thì mình sẽ dựng trụ của anh em. Thì nhà bởi vì mình nhà mình có cái cửa cái cổng ngõ ngày xưa cái nhà cũ của mình á thì có dư cái cổng ngõ này, cho nên là mình lấy mình tận dụng để mình làm luôn anh em. Khi mà anh em dựng trụ lên đúng không? Cho nên dựng trụ để anh em gác cái thanh xà gồ này nè. Đấy thì anh em luôn lên nên nên chọn những cái sắt mà nó có cái độ trơn anh em. Những cái sắt nó có độ trơn thì con chuột nó không có bò lên theo cái sắt này để lên những cái lồng cô gái này được nè. Đó, đó là một cái vấn đề khá là tiện khi anh em mà treo cái lồng. Đó, anh em có thể là tránh được chuột. Và cái vấn đề nữa là anh em có thể nhìn ngắm được những cái con cô gái của mình nó khá là sang hơn so với việc anh em đặt những cái lồng này ở dưới đất ha. Việc đặt cái lồng này ở dưới đất thì nó rất là thấp, cũng như là nó có thể rất dễ bị sét ăn anh em. Đó, rất dễ bị gãy sét. Đó, cho nên đó là lý do tại sao mình lại treo những cái lồng này lên. Tiếp tục là thêm một cái vấn đề nữa là tại sao mình dùng cái lồng này để mình ghép chim quế trên xã này. Bởi vì con cu gái thì nó không có đòi hỏi một cái không gian quá là rộng ha. Và mình thấy là một số anh em chỉ cần nửa cái lồng này thôi, chỉ cần diện tích một nửa cái lồng như cái lồng của mình hiện tại đây thì đã ghép được cu gái khá ok rồi. Tuy nhiên thì mình không thích như vậy anh em. Mình muốn làm cho nó con cu gái nó có cái sự thoải mái nhất định nào đó ha, nó không quá chật hẹp cũng như là không quá tù túng. Và mình làm cái lồng như thế này thì mình nghĩ là nó tương đối là nó phù hợp rồi, nó có cái chiều cao này, chiều cao tầm 1 mét ha, thì nó cũng tương đối là nó phù hợp với con chim cô gái. Còn thêm một cái vấn đề nữa là đối với chim ghép sinh sản á, thì anh em sẽ gặp những cái vấn đề như thế này là mình rất có nhiều khả năng là mình sẽ phải thay đổi trống hạch mái, hoặc là mình bắt trống hạch mái ra trong cái trường hợp mà chim nó đánh nhau. Đấy thì với một cái lồng như này thì nó sẽ có 4 cái cửa này, đấy 4 cái cửa ha, thì khá là tiện lợi luôn, đấy, khá là tiện lợi cho việc khi mà mình muốn bắt chim ra ngoài ha, bắt chim ra ngoài, đấy mình muốn bắt chim ra ngoài thì với một cái lồng kích thước như này và có 4 cái cửa này thì rất là dễ dàng để anh em bắt chim ra ngoài ha, dễ dàng để anh em bắt chim ra ngoài, chỉ cần thò tay vào bắt chim ra ngoài, kể cả anh em thăm chim con hay là bắt chim con ra thì nó cũng rất 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 là tiện lợi luôn. Cho nên là mình chọn cái lồng nó có kích thước như này và nó có 4 cái cửa như này thì mình thấy khá là phù hợp để mình ghép chim cô gái sinh sản anh em. Mình có thêm một cái lưu ý để cho anh em mình khi mà mình ghép chim cô gái sinh sản thì đối với bản thân mình nó mình luôn có một cái máng như thế này. Cái máng này là cái máng đựng phân của anh em. Thì những anh em mà nuôi chim ở trong nhà thì dùng cái máng này để đựng phân đúng không? Nhưng mà mình thì mình nuôi chim ở bên ngoài thì mình không cần như vậy ha. Thì mình tận dụng cái máng này để mình bỏ đất vào để cho con chim mà khi nó bay nó nhảy xuống đây để nó ăn đất cát. Và bởi vì con cu gái đó nè thì nó rất là cần cái lượng hạt cạn, hạt sạn ha, hạt sạn, hạt cát để nó ăn, để nó hỗ trợ cái tiêu hóa của nó ha. Đấy thì để đưa cái này vào thì nó khá là đơn giản thôi nè, chỉ cần giữa hai cái lồng là mình sẽ có một cái hai cái mí lồng mà mình chỉ tháo ha, mình tháo kẽm ra thì mình sẽ đưa vào thôi nè. Đấy anh em ha, đó, mình tháo kẽm ra mình đưa vào và mình thả xuống như thế này thì là ok rồi. Thì khi mà mình đặt cái máng ở phía bên nào á thì cái máng ăn của anh em phải để phía bên đó ha. Thì lúc đó thì con chim mà nó mổ thóc ha, nó hay là nó mổ thức ăn thì nó rơi vãi xuống cái máng này, và trên dưới này là có đất có cát thì con chim nó sẽ tận dụng xuống đó, nó chỉ mổ nó ăn lại thôi nè. Rồi sau khi mà mình treo hết những cái lồng này lên anh em, và đồng thời là mình buộc chặt tất cả những cái kẽm này lại nè, buộc cố định kẽm này lại thì đến phần tiếp theo thì mình sẽ làm mái cho nó nè, làm mái ha. Thì theo mình thì anh em nên
mua loại tấm cách nhiệt đây này, để anh em phủ một lớp ở trên này. Đấy, phủ một lớp trên này để anh em có thể mua cái loại tốt hoặc là cái loại rẻ tiền cũng được ha. À, rồi sau đó thì sau lớp cách nhiệt thì anh em sẽ phủ thêm một lớp bạc nữa này để mình che nắng che mưa cho chim. Đấy, tương tự như bên này ha, bên này thì mình có làm đây này, đây là mấy cái chuồng gáy của mình ha. Thì đây là mình làm lúc trước thì nó vẫn chưa được cái hoàn hảo lắm, thì đợt này làm thì mình sẽ làm cho nó bài bản hơn ha. Đấy, mình sẽ mua những cái tấm cách nhiệt nó chất lượng hơn. Đó, rồi sau khi mình bỏ cái lớp cách nhiệt này rồi mình sẽ phủ cái lớp bạc này lên. Đấy, thì mục đích là cho cái máy của mình nó nhẹ hơn anh em, nó nhẹ hơn ha, cho nó khỏi làm quá nặng cũng như là quá cồng kềnh cho cái máy của mình. Như thế là cũng đã ok rồi. Thì sau một vài năm thì những cái này có thể là những cái tấm bạc này nó có thể là nó bị hỏng hay bị rách thì mình có thể mình thay anh em, thì chi phí nó cũng không đáng bao nhiêu ha, so với việc mà mình mua tôn hay là mua loại tôn sắt về á, thì nó khá là tốn kém, cũng như là cái loại tôn sắt thì nó khá là nóng luôn. Đấy, nó khá là nóng thì nó sẽ hấp thụ nhiệt và nó làm nóng cái vùng cô gái. Thì sau khi làm mái xong anh em ha, sau khi làm mái xong thì mình sẽ cố định những cái tất cả những cái lồng cô gái này lại cho nó khỏi lách. Rồi sau đó mình sẽ bố trí những vấn đề bên trong cái lồng chim, cũng như là cầu hay là ổ đẻ cho chim. Thì ở trong những cái video trước và chia sẻ tất tật những cái kinh nghiệm về nuôi chim cô gái sản của mình, thì mình có đề cập tới những cái nội dung này anh em ha. Thì đấy anh em ha, thì hôm nay thì tiện thể thì mình làm thêm một số cái lồng ghép chim cô gái sinh sản. Thì mình làm cái video này để mục đích là để chia sẻ cũng như là kết nối với tất cả các anh em có cùng những cái đam mê về chim cò. Thì hy vọng rằng nếu anh em mà xem clip thì thấy những cái video chia sẻ của mình nó thực sự nó hữu ích, thì anh em có thể tặng cho mình một like, một subscribe cái kênh YouTube của mình ha. Và nếu anh em có bất kỳ những cái câu hỏi nào liên quan tới chim cò, về chim sinh sản ha, cô gái chào màu, chè thang chè lửa gì đó, thì anh em có thể comment ở dưới cái video để anh em chúng ta cùng kết nối, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau ha.